lấy cái qua qua thôi bà, hít hít mùi mùi hoa quả cái này, mùi thơm thơm ấy, nó có mùi thơm thơm ấy, uống luôn còn được. Ừ. Nó có mùi nho. Nho à? Nho. Ta lại mày. Hương hoa. Hoa thơm cơ. Có một cái nó bảo là hoa thơm nhẹ nhẹ. Lúc lúc mà còn dính trên tay bố. Thơm nhẹ của hoa. Cái này là màu 16 nhé. Sao mình lại vơ nhầm, vơ linh tinh hết ra đây nhỉ? Hello, hello các cả nhà. Tại vì là rất nhiều người nhắn cho em đấy, không biết là màu như nào hôm nay em live stream trực tiếp luôn để cho mọi người nhìn thấy màu ấy. Cái hình ảnh của em trên cái live stream như nào thì ra bên ngoài sẽ y hệt như vậy nhé. Mọi người có muốn em sale cái gì ngày hôm nay không? Sale thì phát biểu. Muốn muốn làm gì ngày hôm nay thì cho em ý kiến nhé. Tiếp em thử tiếp hai màu nữa. Hiện tại bên em có tất cả là 16 màu nhưng mà chỉ còn có 6 màu thôi nhá. Hết mấy màu kia rồi. Thì em sẽ like cái màu nào nhà em còn nhé. Đây là cái này, nó là ngoài có nhũ này. Dạ. Mời bạn màu. Em mời bạn. Trời ơi, người ta mong đi mua hàng lắm á. Cái sao? Này đỏ lắm này. Đi làm nail á, chỉ mong đi mua hàng mới. Như tôi cũng đấy, chỉ mong là hết hàng đi mua hàng thôi. Là làm tiệm đông khách này. Mọi người thấy không? Cái cánh này đẹp này. Thì là em sẽ làm lại cái ombre một màu ngược lại nhé. Cho mọi người nhìn thấy cách làm như vậy của em nhé. Ví dụ mọi người làm cái màu bên trên, xong rồi mọi người sẽ làm màu ngược lại ấy. Làm ví dụ như màu trắng ombre lại màu hồng ấy, rất là đẹp. Em mời là màu số 7 bên em nhé. Mã số 7. Thường thường ấy mà em làm bảng ombre ra đấy, ví dụ cứ ra màu nào thì mọi người đặt màu đó luôn, chứ tại vì bên em mà màu cái màu nu này rất là chạy. Cho nên chỉ cần tầm 1 tháng sau là đã thành mã khác rồi. Tại bên em là cứ đánh mã xong là bọn em chốt là hàng lại, bọn em kết thúc hàng ấy. À, cái hết mã thì là sẽ làm mã khác. Mỗi một đợt mã nó khác nhau. Có hai loại mà cái natural white thì nó có 5 số hay sao ấy. Có 5 mã tất cả mà. Tiếp. À, hình như cái màu rồi là màu số 2. Bây giờ là màu số 7 đấy. Cái màu mã vừa rồi mã số 2. Bây giờ là mã số 7 này. Mã số 7 có hơi có màu hơi phớt phớt hồng. Bột nu này giá niêm yết là 400.000 một lọ. Đây,
Bây giờ Trang sẽ làm cái màu nu này ombre ngược lại nhé. Hiện tại là cái màu trắng này nó là bên dưới, bây giờ sẽ làm cái màu trắng lên bên trên nhé, để cho các bạn hiểu ra cách làm nhé. Thường thường là màu trắng bên trên ấy, thì Trang sẽ làm cái màu phần hồng nó cao lên một chút, để cho màu trắng lên ombre nó sẽ dễ hơn. Để các bạn nhìn là cách làm hai cách làm khác nhau. Bây giờ Trang sẽ ombre cái màu hồng màu số 7 nhé, màu số 7 lên cao hơn một chút. Rất nhiều bạn ấy hỏi Trang ấy là cái màu ở ngoài lên ảnh ấy có thật hay là không ấy, thì hôm nay Trang sẽ live stream cho các bạn nhìn thấy rõ màu thật luôn. Hiện tại Trang live stream ấy bằng cái dụng cụ chuyên dụng ấy, bằng camera chứ không phải bằng máy điện thoại, cho nên là cái màu của hình ảnh rất là thật. Màu các bạn nhìn ở trên camera như nào, trên màn hình như nào thì nó sẽ ra y hệt như vậy bên ngoài nhé. Nó y hệt như vậy luôn. Cái màu nude của Trang bên Trang ấy là các bạn làm ombre rất là dễ. Nó rất là mướt bột, các bạn làm ombre rất dễ luôn. Trang sẽ làm ombre cái màu trắng lên trên lại. Các bạn thấy không ạ? Nó rất là dễ nhé. Cái màu natural white là ombre cực kỳ đẹp luôn. Trang vừa làm ombre hai màu ngược lại nhé. Các bạn có thể làm ombre hai màu ngược lại tùy ý. Đây là cái màu hồng số 7 Trang vừa làm xong. Tiếp theo Trang sẽ làm ombre màu ngược lại của các số khác. Bên Trang có cái loại màu natural white mà nó có nhũ cánh to hơn đấy, các bạn làm ombre rất là đẹp. Trang sẽ thử các bạn xem nhé. Trang sẽ đi màu nhạt bên dưới trước. Màu nude số 2 trước. Chị Lan Tuyết ơi, lát nữa chị inbox lại cho em nhé. Nhà quê quá đi. Nhà quê à? Đây là cái màu natural white số 4 của bên Trang nhé. Các bạn làm ombre ngược lại của cái màu nó rất là đẹp. Ombre ngược lại thì các bạn lựa chọn cái màu natural white này cực kỳ đẹp luôn. Tiếp theo chúng ta thử lại cho các bạn xem các màu nude khác nhé. Màu số 13.
xem không xem được luôn. Vui ba đẹp mà đúng không? Số mấy? Số mấy? Xem được không ạ? Màu nào đẹp? Mấy cái mũi to. Mấy cái to đẹp không? Sao đâu lấy trâu mà không lấy? Sợ cái mũi om. Hả? Sợ cái mũi om. Chính ra màu càng mũi to, om càng dễ. Tại vì nó bao nhiêu lông nhũ nó che hết lỗ của mình rồi. Lắc lắm luôn á. Lắc là do bên đó thì bên đây mấy máy coi đều được. Mọi người có xem được không? Bên đây mình đang mở mấy máy đều xem được hết. Mọi người màu lại nghe này. Có 5 số. Bao giờ qua có 5 số. Đẹp chưa? Cái màu này cực đẹp luôn đấy. Em vô thử thấy đẹp không? Dạ. Đấy. Ba sao đấy? Ba sao thôi. Không, mấy cái này đều đều đẹp hết. Ok. Thôi bình thường mà. Sao? Mười ba, mười bốn, mười lăm này. Cái màu 15 này. Cái màu 15 đẹp lắm ấy. Cái màu 15 là màu như màu hơi cam ấy. Đúng không? Cái màu mà nhiều người hỏi ấy. Màu này mới mà. Chị nóng tay chị làm cho. Hả? Gì? Nóng tay chị làm cho. Ừ. Ừ. Chị em mình chém gió thiên hạ ấy. Sướng chết rồi đấy. Làm không? Chị làm cho. Có rồi. Có à? Có thì đổi thế. Om dưa nhá. Không, bây giờ đang đợi mọi người vào xem mềm, chị em mình vào làm nốt. Mọi người xem bài nhé, chuẩn bị làm nail nhé. Tiếp mục bán hàng. Tiếp mục bán hàng đến đây là kết thúc. Đùa chứ làm cái này cho hỏng cho khách hàng nhìn thấy ấy. Họ order hàng. Chứ không phải là tiếp theo là thế. Em thích làm màu gì em chọn đi ha. Chị thích làm màu gì chị? Chị chọn đi. Ồ, va ra phải màu số 15. Ok. Màu 15 hợp luôn ấy. Màu 15 đẹp luôn ấy. Làm ombre ngược nhá. Chị mai sớm cho nó đi. Các bạn chuẩn bị xem nhá, xem bài nhá. Em sẽ làm một bộ ombre ngược.
Ombre ngược. Ombre màu. Ombre màu ngược. Bạn tắt máy, bạn mở lại đi. Sao bạn đã livestream lại trong phim mà? Bên em coi vẫn bình thường nhỉ? Chẳng qua bên chị thì xem lại cái đường truyền này. Bên mình đường truyền đang là 20 mê. 27 mê. Rất là nhanh. Anh có thể quay cái này được không? Nó sát rồi, cho các bạn nhìn thấy. Em xếp lại. Hũ trắng nhũ số 4 các bạn nhé. Ô, anh cẩn thận nhầm mẫu rồi, nhầm màu em. Trắng nhũ số 1, 2, 3, 4 đều có hết nhé. Có like một cái trên xóm không anh? Hay like trực tiếp cái này luôn? Hả? Có like một cái trên xóm không? Hay like trực tiếp cái này luôn? Đang like trên xóm rồi. Có đang like trên xóm à? Đang rồi. Ôi hả? Đang làm việc. Nhìn đẹp lắm, màu đẹp mà, sao mọi người có ấy chứ mình coi bình thường mà. À. Mà màn hình của anh nó còn bể từng đúng quá được. Em xài 3G ấy, cái wifi ở nhà mình bị đang vấn đề. Mà 3G hả? Ừ, chắc do mạng của mỗi người ấy. Chứ còn nét trắng đẹp này. Rất là đẹp. Xong chưa? Hai đứa kia xong chưa? Xong rồi. Thì mang ra đây. Tiếp mục chém gió. Tiếp mục chém gió, bắt đầu. Tiếp mục chém gió, bắt đầu. Đổi ra chỗ. Chị vào bên này đi. Ừ, mày vào đây. Chị để bình thường á. Móng xà giả. Sau đây sẽ là tiết mục Ombre.
đây, lấy cái đấy ra đây. Rũa, phao, buffer. Đây có rồi. Phai mờ đi. Rồi ôi, tay nhìn mẫu. Anh hai đại ca có thể cho dịch vào đây em không? Được. Này, ngồi rịch ra đây, anh em. Rồi ôi, tay xấu, xinh thôi rồi. Tay đây nhìn ghê kinh. Tay gốm nhỉ? Mà sần lúc này em chỉ đi thật nhẹ tay nhé, chỉ mà đi mạnh tay ấy là thứ nhất là tay bị lõm, thứ hai là không hết được da, thứ ba là đau tay. Cái lúc mài sần ấy là sao, mài sần là chỉ để cho mài nhám, là để cho các phần da nó ra hết, giống như cắt da ấy chị, chứ không phải mài cho nó mỏng móng chỗ tay của khách đi. Ôi dồi ôi, cái này tí làm xong thì 1 triệu cũng xứng đáng. Em muốn làm móng gì? Em ơi, em làm móng làm gì? Ủa vàng đi. Không, em làm móng làm gì ấy? Em đi đám cưới hay em làm gì? Em đến chồng à? Ngày 30/4/1/5 Thế á? Dưới tay à? Hôm nay các bạn sẽ được xem Ombre. Mô đồ Trinh Bắc Ninh. Trinh Bắc Ninh rất hay được lên sóng ở đây. Ở Nhà Trang, Hải Phèn. Em còn gạ tôi chứ tôi có muốn lên đâu. Thế á? Chị Lý làm được hai. Hello Kẹo Bông. Kẹo Bông đang làm gì đấy? Các bạn xem chương trình, các bạn có muốn sell cái gì không? Để em sell nào. Ủa, nhân hớm quá không? Rồi xem thấy nhân gớm quá không má ơi. Hello, 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 anh chị em. Sau một hồi dạo chơi, để em thử sức lòng của anh chị em với em thế nào? Chị em bỏ đi hết. Anh chị em bỏ đi hết rồi. Cái gì? Không phải nó bay ở bên tay này. Không mỏ này. Tâm của cô gái. Đúng rồi. Không sao sống sót ạ. Cái bước đi nhám này đầu tiên các bạn rất là quan trọng nhé. Các bạn sẽ phải đi cho hết nhám sạch. Thì cái chân của bạn, các bạn đắp bột sẽ được đẹp hơn nhé. Nếu như mà đi nhám không sạch ấy, thì cái chân nó dễ bị lít lắm. Chân móng này nó dễ bị lít. Và đối với những người hay móng tay như cắn các móng tay như cô này thì tất nhiên là các bạn sẽ phải đi càng kỹ càng tốt. Tôi không cắn móng tay. Chỉ đớp móng tay thôi. Không mà cắn, vâng. Tôi cắn móng tay. Vâng, cô ấy không cắn, cô chỉ đớp thôi. Khách hàng mà cả như răng. Tay tôi sao tay nó ngắn. Thì à? Tôi không bao giờ cắn móng tay, tôi chỉ cho tay lên mồm cắn thôi. Đi vào. Đây các bạn nhìn thấy phần da không? Cái phần da này là da của những người đại gia đấy. Đại gia cũng có da như này nhé các bạn nhé. Các bạn sẽ phải đi cho hết đại gia nhé. Phải cho đại gia đi nhé. Các bạn sẽ phải đi cho hết đại gia đi hết. Thấy chưa? Cái gì mà mình hình thấy cái da của mình chưa? À, những cái bước như này các bạn nên đi nhẹ tay thôi. Nếu các bạn đi mạnh tay quá thì nó sẽ rất dễ bị mỏng móng tay khách nhé. Chỉ đi nhẹ tay thôi. Đi làm sao bay hết máu là được nhé. Đùa thôi. Các bạn đi nhẹ tay, nhẹ nhàng. Lực tay khi mài nhám, lực tay đi rất là nhẹ.
lực tay mài nhám khác và lực tay mà khi các bạn mà mài mài món bột nó khác nhé. Với trường hợp cái phao tay của khách hàng ngắn như này thì các bạn không nên giũa hết ngắn cụt, các bạn chỉ giũa bằng thôi để dán chít nó được đẹp hơn ấy. Tại vì sao sắc nét ấy, cái camera nó sắc nét mà nó sẽ đúng, bôi kẹm hoàn thua chợ nó sẽ lộ ra được hết cái phần da xấu xí. Chị thấy không, thấy em đau ngón tay đấy à? Giáo ngay loang lộ, cho nên là vào đây mà làm nail xấu và chết dở luôn, nhìn rõ luôn. Đánh như này vẫn đẹp mà. Đẹp. Vâng, đẹp. Khúc này có nên mình lên để mờ nha. Ừ, khúc này để mờ. Cái tính xấu. Cái tính xấu. Này nên để xa ra để khỏi nhìn kỹ. Cái tay khách bỏ, tay khách nó hơi sạch một chút nên các bạn không cảm. Không quay nét được. Có thể tay khách ở chưa tắm. Đẹp mà cũng hơi, trừ cái bàn tay xấu là móng tay nó cũng hơi khù khẩm, hơi khù khẩm một tí thôi. Các bạn dán tiếp và dán thẳng nhé. Ít thì xem có nhỉ? Màu xấu quá là đi luôn. Không, đợi tí thì em xe phát là đông đông người ngay. Bây giờ mới bước dạo phụ thôi, từ anh lấy phone của em ấy, anh xe lên các xóm à, các phép đi. Thường thường là tay khách phụ khẩm này các bạn nên phải cẩn thận nhé. Nếu mà không khủ khầm thì cũng hơi khó khăn tí. Tay khách nghiêng còn méo lệch nữa, đi vẹo ấy, nó đi sang các đường khác nhau ấy. Làm sao chê quá nhiều à? Đấy người ta không phải là chê mà hợp lý, có loại tổng xì vả em hiểu chưa? Tay cứ như có nhiều vàng ấy, nghe chưa, nghe bông nói chưa? Chân đi sắp rồi. Xem các hộ các nhóm. Đây, cho mưa một tí keo lên. Tay này mà tí làm xong nhá thì thôi ngất ngưởng. Quên đi. Để bóng dài nhá. Thôi không? Hay nhọn? Cho nhọn không? Tùy là như nào? Tùy thí chủ thích sao, chị chiều. Có phần nó cho nhiều rồi.
Hôm Tết em làm cho nó mỗi có phần dài rồi dài nó về. Hay là lát thật sự anh? Anh thấy lâu có lát không? Không, mà em bên mình có bình thường. Điện thoại anh có bình thường. Điện thoại anh có 3G. Thì có giống mẹ của người ta, đúng không? Nói chung là cái gì cũng chơi được hết mà em. Vấn đề gì đâu em. Em thích là cái gì thì chiều em mới đấy. Tay của em nhé, em phải để dài mới đẹp. Tại sao tay của em ngắn đấy. Không lác mà. Là sao? Có thể là lát mà anh coi trên đây trên cái file của anh đây cũng bình thường. Đó, thích sao? Nhỏ đi. Chơi luôn. Khóa mồm. Là chơi 30 tháng 4 tháng 5. Hả? Thôi chị cứ làm đi. Tao làm tí mày đổi ý rồi. Nhọn cắt thành các phần xếp. Nhọn nhọn thành các thành các phần đi. Quên rồi. Nhọn đi mất công chơi chơi hết em xem thấy bình thường ok nghe nhọn là hết vòng ui chết luôn chị ơi em đập một phát chết luôn này là cho ngắn rồi dễ làm việc con cái nó khó làm ấy anh chị em xem bài giùm em nhá cho đứa em tội nghiệp nhá ngày xưa hùng dũng lắm bây giờ là hết hùng dũng rồi đâm ra sẽ phải hùng dũng lại ban đầu em hôm nay em sẽ làm ombre ngược ngược màu ombre chờ đến 30 tháng 4 tháng 5 thì em nhỉ không phải đâu bình thường nó cứ giật giật trăng ạ nó cứ giật giật anh ạ làm sao dài đâu tay đẹp
xong sao? Em biết đẹp như này cũng đẹp mà. Đẹp mà. Ừ. Đẹp như này đẹp. Để giữa thì đúng rồi, tại tay em xấu. Em biết mà, em chấp nhận tay em xấu. Nhưng mà tay tại tay em khổ hoắm ấy, tay em mà không biết dán nó đi vành vành ấy. Đây là 6 tàn nhiễm này hả? Mặt em đẹp không? Lâu em mới xấu nhé. Em đẹp gái nhất Bắc Ninh đi, không biết à? Bọn Bắc Ninh gặp em là tắt điện hết đấy, không biết à? Tí nữa sẽ lại hơi lạnh 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 lạnh. Đẹp không? Giá đẹp không? Giá bằng tiết xong rồi. 5 lít đi về. À, tiếp theo là primer nhé. Ồ, anh không tới. Anh lên đi ngủ. Hay là ọp cái này đi xong like cái khác anh? Ừ, cho nó mới nè. Cho nó mới. Mau cái gì?